Bác sĩ và nhân viên y tế được vào Bảo tàng Vatican miễn phí. Bác sĩ và nhân viên y tế được vào Bảo tàng Vatican miễn phí trong một tuần. Hôm 4 tháng 6, Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican thông báo, với lòng biết ơn đối với công việc các bác sĩ và nhân viên y tế đã thực hiện trong giai đoạn khẩn cấp đại dịch. Trong một tuần, tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên kỹ thuật phục vụ tại các cơ sở y tế công cộng và tư nhân trên toàn lãnh thổ nước Ý có thể thăm viện Bảo tàng Vatican và các khu vực của biệt thự giáo hoàng Castel Gandolfo. Để có thể vào cổng miễn phí ở các nơi này, nhân viên y tế chỉ cần trình giấy tờ cá nhân chứng minh là nhân viên của các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Mỗi người có thể đưa thêm một người khác đi cùng. Vatican cho biết qua việc làm này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân viên y tế và thực hiện lòng biết ơn này với một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Một việc làm được truyền cảm hứng từ niềm tin rằng nghệ thuật và y học được hợp nhất từ một mục đích cao cả, chăm sóc con người một cách toàn vẹn. Ông Fouad Aoudi, Chủ tịch Liên minh Y tế châu Âu Địa Trung Hải và Hiệp hội Bác sĩ có nguồn gốc nước ngoài ở Ý, đã cảm kích trước nghĩa cử quan tâm này của Đức Thánh Cha. Theo ông, đây là cử chỉ biểu lộ sự gần gũi và tinh thần liên đới cụ thể của Đức Thánh Cha đối với các bác sĩ, y tá và tất cả những người đang phục vụ tại các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm virus đại dịch. Ông nói với Vatican News rằng, nghĩa cử này của Đức Thánh Cha không chỉ là lần duy nhất. Trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha đã thể hiện tất cả sự gần gũi của Ngài đối với chúng tôi, không có sự phân biệt. Tại Bảo tàng Vatican, sáng kiến sẽ có hiệu lực từ thứ Hai 8 tháng 6 đến thứ Bảy 13 tháng 6 2020. Thứ Năm 11 tháng 6, Bảo tàng sẽ đóng cửa. Giờ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Năm, 10 giờ đến 20 giờ. Thứ Sáu và thứ Bảy, từ 10 giờ đến 22 giờ. Tại biệt thự giáo hoàng, những người được hưởng quyền miễn phí có thể thăm vào thứ Bảy 6 tháng 6 và Chủ nhật 7 tháng 6, và sau đó một lần nữa vào thứ Bảy 13 tháng 6 và Chủ nhật 14 tháng 6.